Anh Bảnh ra tù sau bao ngày cách ly xã hội, mọi thứ với anh trở nên bỡ ngỡ và xa lạ. Ơi, tới nhà rồi, tới nhà rồi. Về thôi anh ơi. Gì đây? Về thôi. Gì nữa? Ơ, anh ngáo ở đây là cái cây mà nhà gì anh? Ủa đây sao giống nhà tao thế? Cây anh ơi, đây là cái cây mà. Thôi đi về nhà thôi anh ơi. Tao nhìn thấy y chang nhà tao mày. Trời ơi, lâu ngày giờ ngáo vậy. Về thôi anh ơi. Đưa cho tao dép đi. Dép đại ca. Ừ. Ôi anh nhìn ngực anh ơi. Ngực cái đầu em đưa tao cái dép gì kia này. Ôi lâu ngày anh ở trong tù ra giờ anh ngáo hả? Ngáo, tao đánh mày bây giờ. Mày nói anh ngáo hả? Mày đưa cái dép gì kia này sao đi. Mà tao khát nước quá, đưa nước tao uống đi. Nghe anh uống nước, em vừa chạy ra quán trà đá, anh uống tạm miếng trà đá nghe. Uống mày á, chứ nước. Anh lâu ngày anh không biết uống nước hả? Uống ngáo rồi hả? Cái này kỳ quá. Mày, cam đâu? Khát không hỏng rồi. Cam hả? Cam đây cho tao. Dép thì không đi được. Cái thằng này vô dụng này. Quả cam thì mãi không tới đâu. Em vừa ra quán em đổi anh chiếc dép được kiếm quả cam cho anh. Anh nhờ anh em ở ngoài giờ anh đói kém lắm anh mày quả cam anh tạm quả cam nha anh. Được, thằng này tăng lương. Cam này ngọt không? Ngọt lắm anh ạ. Ngọt hả? Chất lượng luôn á. Được. Đấy, phải như thế. Anh thích mấy thằng mà đệ là phải như thế. Ôi cam đắng này mày mà còn ngọt. Sao anh ăn kiểu gì này anh? Sao anh lại bất chuột đi anh ăn vỏ vậy? Muốn chết mà đừng bảo ngọt. Sao anh lại ăn vỏ vậy? Này bỏ cái này vỏ anh ơi. Anh xùi sao anh lại bất chuột đi thế này? Trời ơi. Vỏ đây. Sao anh ngáo nhiều vậy? Đây là anh vứt cái quả ruột đi rồi. Sao anh ăn nguyên cái vỏ vậy? Cảm đắng quá. Ôi anh Bảnh ơi, sao anh Bảnh cứ bóp phú hoài vậy? Ôi trời, mình thiếu thốn rồi mày, không có ai để bóp cả, tao phải bóp tao bây giờ mày thấy không? Vũ tao to rồi này. Ôi mày cho tao bóp mày một cái đi. Thôi anh ơi, thôi anh ơi, anh tha cho em anh ơi. Tao tăng lương cho. Anh tha cho em anh ơi. Em mày, hình như là tao có chồng hả? Không, anh có vợ mà anh. Anh có vợ. Tao nhớ tao có chồng mà. Có vợ. Vợ? Ừ, có vợ. Vợ nó có Vũ không? Có Vũ. Tao từng chồng mới có Vũ. Vũ to đã luôn. Đưa tao về đi. Đưa tao về, tao gặp vợ tao, tao bóp cái đi. Anh nhưng mà không được của anh ơi. Sao không được? Cái này khó nói lắm. Thôi anh đi về cùng em rồi đi đường em sẽ nói cho anh nha. Mày giấu tao cái gì phải không? Tao phải đi tìm vợ tao gấp. Đi kiếm vợ tao mới được. Ôi đây có mía này mày. Mía này. Có dao không? Ôi mày có dao hả? Có dao luôn anh. Em mang dao đi nè. Đưa đây cho anh. Đưa đây anh. Khát nước. Nãy giờ khát nước. Làm tạm cái mía đi anh. Sao mày đưa tao cái dao cùn thế? Ôi sao anh chặt kiểu gì vậy? Anh nhận ngáo hả? Sao anh lại chặt chuôi đi kia? Gì? Sao anh lại chặt đằng chuôi? Dao mày đưa tao cùn thế này. Mày đã mày chưa? Trời ơi, sao anh lại chặt chui như kia anh? Chặt cẩn thận chảy máu tay anh. Ui. Ui, cái thằng này dao cùn quá. Vô dụng, cái thằng này vô dụng, trừ luôn. Ôi, cháy gì đây mày? Cháy gì đây mày? Cháy phun sữa hả? Cháy gì đây? Cái bơ đó anh. Cháy gì to thế hả? Ừ. Ui, cái từ không ăn được anh ơi. Không ăn được. Không quăng được. Không quăng được anh sao ơi. Sao cứng thế? Đâu? Này cứng thế nhỉ? Anh ăn hả? Ui, không ăn được anh ơi. Không ăn được. Sao cứng thế? Bơ mà chưa chín anh ơi. Chín bơ rồi. Chưa chín. Chín rồi, bơ mà trên cây này chín rồi. Chưa chín anh ơi. Bảnh vẫn tiếp tục về tìm vợ, không biết Bảnh có gặp được vợ không? Đón xem tiếp tập 2 nhé.